cái môn Wushu nó có ưu điểm là nó khuyến khích được những người ở lĩnh vực khác đó, người ta dùng cái tư duy đó người ta cải tạo lại cái môn này để cho nó tiến hóa nhanh hơn. Cái tính chất của Wushu nó cho phép là những người ta không có thể lực tốt hay là nền tảng thể lực tốt, người ta làm ở lĩnh vực không có liên quan nhiều gì đến thể thao, nhưng mà người ta có tư duy. Cái môn Wushu nó có ưu điểm là nó dùng được, nó khuyến khích được những người ở lĩnh vực khác đó, người ta dùng cái tư duy đó người ta cải tạo lại cái môn này để cho nó tiến hóa nhanh hơn. Tại vì nếu là mình không đấm vô mặt, các bạn biết là lên võ đài đấu á, nó không phải là chuyện mà anh kỹ thuật anh mà cái này anh tốt hơn đó. Anh phải lì đòn hơn nữa. Mình Wushu mình không cần phải lì đòn. Như vậy thì nếu mà anh có một cái ý tưởng gì mới mà nó thực sự sự đúng á, đem ra test được liền, 5 phút sau có kết quả, không nói nhiều. Còn ở bên tracking, nếu mà bạn đưa tới, bạn là một thằng như mình vậy nè, ví dụ như giả sử là mình đưa có một thứ gì đó, ý tưởng đó hay ho lắm không, bây giờ mình đưa ra được một cái không gian mẫu để thử nghiệm á, là rất là khó thuyết phục mình, tại vì mình phải chịu đòn. Dạ, đúng luôn. Còn cái chuyện Wushu ra, bạn có một ý tưởng mới mà có một cái chân mày cái mới là thử 5 phút có kết quả liền. Như vậy thì nó khiến cho cái tốc độ mà tiến hóa Wushu rất là nhanh so với môn khác, tại vì những ý tưởng mới dễ dàng được đem ra thử và biết đúng sai ngay và được áp dụng liền.